Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 31 tháng 5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng sơn xe Toyota nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân viên của xưởng sơn và người dân đã kịp thời đưa hàng chục chiếc xe ô tô ra ngoài an toàn. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ trong xưởng sơn, sửa ô tô ở số 606 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, nên hô hoán nhau. Lúc này, hàng chục nhân viên của xưởng và người dân đã hỗ trợ đưa khoảng 40 chiếc ô tô các loại ra ngoài an toàn. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 1 đã điều 7 xe các loại đến hiện trường để dập lửa. Hiện chưa rõ con số thiệt hại trong vụ cháy, nguyên nhân vụ cháy đang được cảnh sát điều tra.